Bạn sẽ có 5 giây để nhớ hình ảnh đó. Nhiệm vụ của các bạn là phải tìm ra được đúng cái hình ảnh ban đầu mà chúng tôi đã cho các bạn thấy. Đáp án của chúng ta là... Vậy thôi bây giờ mình thử bật mí cái tiêu chí mới mà mình chọn người yêu đi, các bạn trai ở đây luôn. Chúng ta sẽ cùng chào đón đầu tiên đó là Sơn Tùng, Kaito Mori, Yu Sajima, Takeru Aoki. Đây là bốn chàng trai. Tuy nhiên trước khi mà chúng ta cùng giao lưu với họ sẽ có một cái trò chơi nhỏ nhỏ. Mọi người đồng ý chơi không ạ? Mà để chơi trò chơi này thì xin được mời luôn cả bốn siêu trí tuệ: Linh, Hồng Anh, Vinh cùng với lại Rene. Trên màn hình của chúng ta sẽ xuất hiện một hình ảnh. Các bạn sẽ có 5 giây để nhớ hình ảnh đó. Nhiệm vụ của các bạn là phải tìm ra được đúng cái hình ảnh ban đầu mà chúng tôi đã cho các bạn nhìn thấy. Ready? Ok. Yep. Trò chơi báo đơm. Rồi. Bây giờ chọn đi ạ. Mọi người hãy đưa ra đáp án của mình đi ạ. Mình cùng đếm ngược nè. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Sơn Tùng. Hello. Đáp án của em là... Em nghĩ là D5. D5. Rồi. Qua đây. 1A. A1. Em. A1 luôn. So, which one? Thứ 5. Rồi. B4. C4. Bây giờ mình trả lại cái hình nhiều con báo. Tiếp xuống là 2 chứ 2. Xong rồi 5. Và bên này là E2. Suy. Chúng ta hãy cùng xem đáp án. Chú quan sát kỹ nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cười. Không có nhiều mắt. Xem lại. Đáp án của chúng ta là B4. Rồi. Qua đây. 1A. Đáp án của chúng ta là A1. A1. Đúng đúng không? Bên đây ba người đúng đúng không? Quá tuyệt vời. Một đám tay cho xíu người Việt Nam được không ạ? À, có thể thấy rằng là Kaito có vẻ là đông fan nhất ở đây đúng không ạ? Ai là fan của Kaito đây? Đây là một anh chàng có thể nói là con nhà người ta đúng không? Đẹp trai nè, giỏi nè, nói chuyện nhẹ nhàng, từ tốn nữa. Rất là dễ thương như thế này. Ở dưới đây fan chắc nhiều người cũng muốn hỏi là Kaito có người yêu chưa? Tôi hỏi đúng ý không? Dạ, それは ちょっと秘密. Thôi bây giờ mình thử bật mí cái tiêu chí mới mà mình chọn người yêu đi, các bạn trai ở đây luôn. Trước tiên là điềm đạm, tiếp theo là thông minh, cái thứ ba là dịu dàng à. Mấy cái tiếng hú hồi nãy là rớt hết rồi. Còn Vũ thì sao? Khó dữ gì vậy? Nói chung là bị hỏi đột nhiên quá cũng không nghĩ ra. Nhưng mà tóm lại là thấy hợp là được. Em bổ sung cái nữa là người hay cười. Cười lên các bạn ơi. Người Việt Nam thì sao? Ok nè. Giống như là ok nha. Ok nè. Thế còn Aoki? How about you? そうですね。太陽のように明るい人がいいなと思ってます。いや、tôi thích một cô gái là tươi sáng như mặt trời ạ. 明るい人いますか? Các bạn mà đang ngồi ngay cái đèn mà sáng nhất luôn. Thực sự. Tươi sáng nụ cười hay là như nào mà ngoại hình hay sao? À, もう性格が顔はあまり容姿はあまり気にしないです。性格が大事です一番。Thì tươi sáng ở đây là tươi sáng về tính cách nha. Ha, chứ không phải là về ngoại hình, tôi không quan tâm ngoại hình lắm. Thế còn em Sơn Tùng? Tôi luôn luôn muốn được đặt câu hỏi
là tiêu chí chọn bạn gái của Sơn Tùng là như thế nào? Ủa tầm này mình không còn giá trị gì luôn hả mấy đứa? Mình bỏ qua hết luôn hả mấy đứa? Dạ là tiêu chí của em thì cũng đơn giản thôi. Thứ nhất là hài hước. Thứ hai là... Hài hước cỡ ai em? Cỡ anh Trấn Thành hay Trường Giang em? Diệu Nhi được không? Dạ được. Rồi gì nữa? Với lại đậm đen. Ai đậm đen ở đây giơ tay coi. Em có mong muốn có bạn gái bây giờ chưa? Dạ chưa. Thôi mình chờ nha mấy đứa. Mấy chị rất là cảm ơn các chàng trai của chúng ta ngày hôm nay đến đây để mình chia sẻ về công việc. Rất cảm ơn các bạn. Siêu trí tuệ Việt Nam 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV2 VTV Channel.